Về phần dây treo thì các bạn tạo cho mình một dây bính có chiều dài là 40 đến 50 bính. Thì chiều dài sẽ tùy thuộc vào sở thích của bạn. Thế các bạn cứ móc đến tầm cái độ dài thích hợp để các bạn treo thì các bạn dừng lại. Sau khi đã tạo được một dây bính có độ dài phù hợp với các bạn dừng lại. Chúng ta chừa ra một đoạn len rồi cắt sợi. Về phần lá, các bạn lên cho mình 16 bính. Ở chân mũi thứ hai tính từ chân kim móc xuống, đây là mũi chân kim, đây là mũi thứ hai. Các bạn lần lượt móc như sau, một mũi đơn, một mũi nửa kép, ba mũi kép đơn và ba chân kế tiếp. Tiếp tục một mũi kép, một mũi nửa kép, một mũi đơn, một mũi rời, một mũi đơn, một mũi nửa kép, ba mũi kép đơn và ba chân tiếp theo. Một mũi nửa kép. Ở chân mũi cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi đơn, một bính, một mũi đơn vào chân mũi cuối. Tức là ba cái mũi này chúng ta sẽ móc chung vào chân mũi cuối. Tiếp tục chúng ta sẽ móc phần còn lại của dây bính. Một mũi nửa kép. Ba mũi kép đơn và ba chân tiếp theo. Một mũi nửa kép. Một mũi đơn. Một mũi rời. Tiếp tục một mũi đơn. Một mũi nửa kép. Ba mũi kép đơn và ba chân tiếp theo. Một mũi nửa kép. Và một mũi đơn vào chân mũi cuối. Các bạn chừa ra đoạn len dài. Rồi cắt sợi. Thì như các bạn có thể thấy thì phần lá của bên này chúng ta sẽ bị khuyết một góc như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ khâu cái phần khuyết này lại. Các bạn đưa kim móc vào chân qua chân mũi đầu tiên. Sau đó vòng lại trên đầu chân mũi cuối như thế này.
Bây giờ chúng ta sẽ rố len đi là hoàn thành. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần lá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc phần trái tim trước. Các bạn sẽ móc hai chóp của trái tim rồi sau đó nối lại với nhau. Thì để móc phần chóp bạn làm như sau. Các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 6 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong 6 mũi đơn, các bạn rút sợi len để thu nhỏ tâm vòng tròn lại. Sau đó móc 1 mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Các bạn chú ý là cái mũi rời này các bạn sẽ móc chặt lại một chút để cái phần mũi nối của chúng ta nó không bị lộ. Sau đó lên một bính và kéo chặt cái bính đi lại. Đây, như các bạn có thể thấy, đây là mũi rời và mũi lên bính đã được chúng ta móc và kéo chặt. Ở hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân mũi cho đến hết hàng. Tức là sau khi kết thúc hàng thứ hai, chúng ta sẽ có tổng là 12 mũi. Và chúng ta sẽ móc ở cái chân chúng ta móc mũi rời và lên bính, là cái chân này. Một mũi đơn, 2 mũi đơn chung chân. Cứ như vậy các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Sau khi móc xong 12 mũi thì các bạn lại tiếp tục móc 1 mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Các bạn để ý đây là cái mũi rời chúng ta móc và cái mũi này sẽ không được tính vào hàng. Đây là chân mũi đầu tiên của hàng. Các bạn móc vào đây cho mình 1 mũi rời và chú ý là cái phần len này sẽ chặt vào kim để cái mũi rời này được chặt. Sau đó lên một bính và kéo chặt cái bính đấy lại. Ở hàng thứ 3, các bạn sẽ không tăng mũi và chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 12 mũi đơn. Và các bạn cũng sẽ móc ở ngay cái chân chúng ta móc mũi rời và lên bính là cái chân này. Sau khi móc xong 12 mũi đơn, các bạn móc cho mình vào mũi đầu tiên 1 mũi rời. Sau đó cắt sợi. Các bạn có thể chừa dài ra một chút để chút nữa khi chúng ta nối hai phần, nếu mà hai phần nối nó không được khít thì các bạn có thể dùng cái sợi len này để chúng ta khâu kín lại. Các bạn móc tiếp phần chóp thứ hai nhưng chúng ta sẽ không cắt sợi mà chúng ta sẽ nối với phần thứ nhất này. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần thứ hai. Các bạn sẽ chỉ móc mũi rời và chúng ta sẽ không lên bính nữa. Để chúng ta nối với phần thứ nhất. Thì các bạn có thể thấy đây là cái chân mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi rời, chú ý là móc chặt tay một chút. Bây giờ các bạn sẽ móc 12 mũi đơn ở chóp thứ nhất và 12 mũi đơn ở chóp thứ hai. Tổng chúng ta sẽ có 24 mũi đơn ở hàng thứ tư. Chúng ta sẽ móc luôn một cái chân chúng ta vừa móc mũi rời.
Vậy chúng ta đã móc xong 12 mũi đơn ở hàng ở chóp thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn ở chóp thứ hai. Thì các bạn, nếu mà sợ nhầm lẫn các bạn có thể đếm. Đây là mũi đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bạn sẽ móc vào mũi này. Vậy là chúng ta đã móc xong 24 mũi. Thì các bạn có thể thấy là cái phần ở giữa này nó sẽ hơi hở một chút. Thì bạn sẽ dùng kim khâu len để khâu cái phần hở này lại. Bây giờ thì các bạn có thể đếm ngược lại xem là đủ 24 mũi chưa. Nếu đủ 24 mũi thì chúng ta sẽ móc đến hàng thứ 5. Còn nếu chưa đủ thì các bạn xem lại xem đã mừng bạn móc thiếu hoặc là thừa ở đâu để các bạn điều chỉnh lại. Thì như các bạn có thể thấy, đây là cái chân mũi rời chúng ta móc khi nối vào cái chân mũi này sẽ không được tính vào hàng. Chúng ta sẽ móc cái chân mũi này. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi rời, chú ý là sẽ móc chặt lại một chút. Sau đó lên một bính và kéo chặt bính đấy lại. Ở hàng thứ 5 các bạn sẽ móc tương tự hàng thứ 4, tức là chúng ta không tăng mũi mà sẽ móc 24 mũi đơn ở hàng thứ 5. Và chúng ta cũng móc ở cái chân chúng ta lên bính và móc mũi rời đó. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 5. Sang hàng thứ 6. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Các bạn chú ý là cái chân mũi rời này, cái đường len này các bạn sẽ để chặt lại một chút. Sau đó lên một bính. Đây chính là mũi nối của chúng ta. Sang hàng thứ 6, các bạn móc cho mình 4 mũi đơn và 4 chân mũi đầu tiên. Chúng ta sẽ móc ở ngay cái chân chúng ta móc mũi rời. Ở 4 chân mũi tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi giảm. Tám mũi đơn và 8 chân kế tiếp. Ở 4 chân mũi tiếp theo tiếp tục móc 2 mũi giảm liên tiếp. Và 4 mũi đơn và 4 chân mũi cuối. Tiếp tục móc 1 mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Sau đó lên 1 bính, kéo chặt bính lại. Sang hàng thứ 7, các bạn sẽ không tăng mũi hay không giảm mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 20 mũi đơn.
Tiếp tục móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Sau đó lên một bính và kéo chặt bính lại. Sang hàng thứ 8, các bạn móc cho mình 3 mũi đơn vào 3 chân mũi đầu tiên. Ở 4 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 2 mũi giảm liên tiếp. Sáu mũi đơn vào 6 chân tiếp theo. Tiếp tục 2 mũi giảm liên tiếp. Và 3 mũi đơn và 3 chân mũi cuối. Tiếp tục các bạn móc 1 mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Sau đó lên 1 bính và kéo chặt cái bính lại. Ở hàng thứ 9, các bạn móc 2 mũi đơn và 2 chân mũi đầu tiên. Ở 4 chân mũi tiếp theo, móc 2 mũi liên tiếp. Tiếp tục móc 4 mũi đơn và 4 chân tiếp theo. Ở 4 chân mũi kế tiếp, móc 2 mũi giảm liên tiếp. Và 2 mũi đơn và 2 chân mũi cuối. Tiếp tục móc 1 mũi rời vào chân mũi đầu tiên. Lên 1 bính, rồi kéo chặt bính lại. Thì ở đây các bạn sẽ dừng lại một chút để chúng ta tiến hành nhồi bông gòn. Cũng như là chúng ta sẽ cho phần dây vào đây. Để chúng ta tạo cái hút ở bên trong cho nó khỏi tuột dây ra. Khi đã nhồi được tương đối, các bạn dừng lại và chúng ta sẽ móc tiếp hàng cuối cùng. Ở hàng cuối cùng, các bạn móc cho mình 6 mũi giảm liên tiếp. Các bạn móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên rồi kết thúc. Chừa ra một đoạn len rồi cắt sợi. Bây giờ thì các bạn sẽ nhồi thêm một chút bông gòn để cái phần đuôi của trái tim này sẽ được nhọn hơn một chút. Bây giờ chúng ta sẽ khâu kín cái phần gòn này lại. Các bạn làm tương tự với trái tim thứ hai.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc móc khóa trái tim nhỏ xinh như thế này. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp nhé.